Messi, tôi đã nhường lại danh hiệu cầu thủ hay nhất trận cho cậu ấy. Hình ảnh Messi được công bố cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu xuất hiện trên trang chủ của FIFA. Nhưng sau đó người nhận giải thưởng là Mark Allister, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong trận tuyển Argentina thắng Ba Lan 2-0, với bàn còn lại do Julian Alvarez ghi trong hiệp 2. Chính bàn thắng của Mark Allister ngay đầu hiệp 2 đã giải tỏa mọi sự căng thẳng cho tuyển Argentina sau khi Messi sút hỏng quả phạt đền ở hiệp 1. Do đó, theo Messi, Mark Allister xứng đáng hơn mình để nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và giải thưởng này cũng là sự khích lệ cho cầu thủ 23 tuổi của câu lạc bộ Brighton ở giải Ngoại hạng Anh. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Messi nói: "Về quả phạt đền sút hỏng, tôi rất tức giận với bản thân mình, nhưng cả đội đã tiến lên mạnh mẽ sau sai lầm của tôi. Chúng tôi biết rằng một khi ghi được bàn đầu tiên thì mọi thứ sẽ thay đổi. Vì vậy, bàn thắng của Mark Allister rất quan trọng và cậu ấy xứng đáng nhận giải thưởng." Về cuộc gặp tuyển Úc ở vòng 1/8, Messi đánh giá: "Trận đấu này hứa hẹn nhiều khó khăn, ai cũng có thể đánh bại được ai, mọi thứ đều ngang bằng nhau. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi trận đấu như mọi khi." Trong khi đó, về sự cố tranh cãi trước áo đấu tuyển Mexico trong phòng thay đồ, Messi cho rằng: "Đây là sự hiểu lầm. Bất cứ ai biết tôi cũng đều biết rõ tôi không bao giờ có sự thiếu tôn trọng với ai cả. Tôi không cần nói lời xin lỗi vì tôi không gây ra sự bất kính nào với người dân Mexico, với đội bóng hay bất kỳ ai."